Anh Chôn, anh xịt cái thuốc cỏ cháo trên trên lúa này anh thấy thế nào anh Chôn? Thuốc này nó mới ra này đó, là của công ty Bát này mới ra, xịt thuốc này là hiệu quả mà lúa là vẫn bình thường không có gì đâu. À, rồi mình sử dụng là có nước á thì nó ấy, mình ém nước vẫn tốt, mà ruộng gò không có nước xịt cũng chẳng chết bình thường luôn. Đó. Dạ, anh khi mình xịt thì mình có cần phải vôn nước hoặc là gọi là phải ém nước gì không? Nếu mà ruộng mình có nước á, thì mình vô nước được, còn không nước á, là mình vô họ vẫn cũng chẳng chết luôn, khỏi vô nước cũng vẫn chết bình thường. Dạ, thì mấy hôm nay thì áp lực cái cỏ cháo đối với trên ruộng lúa như thế nào anh? Cỏ cháo là thường thường là mấy cú cỏ kia xịt không bao giờ cũng chết, là trong dân đây là sợ cỏ cháo lắm, nói là kêu nó cỏ nậu giống với cỏ cháo nữa. Dạ. Mà đút cái thuốc này ra xịt chết vậy là hiệu quả, giờ nông dân mừng vậy lắm. Dạ, cảm ơn anh Chun nhiều nha.